chưa bao giờ có một nhóm nhảy trung học trong chương trình. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Được rồi, đi thôi. Đây là lần đầu tiên mọi người đứng dậy trước khi xem biểu diễn. Họ còn chưa bắt đầu. Điều này chưa từng xảy ra. Các bạn là ai? Tụi con là nhóm nhảy Pháp. Có nổi tiếng không? Chắc có. Thật ra khán giả có vẻ rất thích. Thật ra có một vài đoạn phim của tụi con đã được lan truyền trên mạng nên... Được rồi, chúc may mắn. Sân khấu bừng sáng. Thật sự chứng thấy các con rất tuyệt vời. Khán giả thích các con. Hẹn gặp các con ở vòng sau. Xin chúc mừng. Cảm ơn chú nhiều. Thank you.
Sự đồng bộ phải